sáng tỏa sáng thế. Ôi giời, đây tụi nó mẹ chưa được nhìn thấy cái xe lắc lắc thế này bao giờ, ngã gần chết. Ui nhiều thế. Nhưng mà sao nó giống cái kem thế em? Nó giống cái kem bởi vì nó là bánh kem mà. Thử nhá, ăn thử nhá. À, trời ơi, một cái kem dâu. Thế này chúng mình nhá, vừa ăn bánh mà cứ như là ăn kem thật đi nhở. Cái xe gì vậy? Tôi sáng tỏa xe thế. Ôi giời, tụi đó mẹ chưa được nhìn thấy cái xe lắc lắc thế này bao giờ, ngã gần chết. Sao nó quấn? Ủa, mẹ có cái gì đấy? Chị ăn kem không? Có. Mẹ chỉ ăn kem mà. Kem đây. Ồ, kem bây giờ hiện đại thế. Lắc mới biết là cái gì rồi, quý vật sao. Ôi, nhưng mà sao kem gì hay thế em? Ồ, chị không biết ở đây bánh kem ấy. Bánh kem chứ không phải kem à? Đúng rồi. Uầy, ngon thế. Phải nhiều này á. Chị xé nhá. Chị xé đi. Hôm nay cho chị xé đấy. Wow, ui, nhiều thế. Một cái, hai cái. Thôi đó một nửa. Ui, nhiều thế. Nhưng mà sao nó giống cái kem thế em? Nó giống cái kem bởi vì nó là bánh kem mà. Thử nhá, ăn thử nhá. À, trời ơi, một cái kem dâu. Thế này chúng mình nhá, vừa ăn bánh mà cứ như là ăn kem thật đi nhở. Ngon không em? Ngon. Mẹ mua chưa? Mẹ còn muốn mua được cả xe lốc lắc kia nữa. Ôi, cái gì dạng này được mẹ chiều thế. Giống kem nhở? Không ăn được à? Ngon mà. Có cả gì đấy? Kem. Mùi trông á. Chị nữa xong rồi, ăn xong hai chị em mang cái xe kia ra Victor đi. Ở đường ngoài là chị nhá. Mới mở cái sân á, to cực. Ra đây chơi ra sướng cực. Hay giờ lên xe chị đèo đi chơi đi. Bánh em cứ để chảy nhà chị lắm. Mẹ còn nguyên luôn. Răng sao thế? Cắn à? Không. Đúng không? Răng lấy răng. Trời ơi, sao thấy răng hả? Thôi, nó cầm cái lên. Lên cho chị đèo đi chơi. Hai cho mình lên chơi cho xíu. Nhiều anh đi, lên xe anh đèo đi chơi. Cho chị ơi, đèo đi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.